Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay trong clip của ngày 14 tháng 3 năm 2020, tại thời điểm này thì đã là 5 giờ 30 phút của buổi chiều. Ngày 14 tháng 3 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón anh Vĩ, anh đến từ Hà Nội. Anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn một chiếc đài Toshiba mới về trong buổi tối ngày hôm qua, mang mã số 983. Vâng, sản phẩm thì đã được cửa hàng cùng với anh kiểm nghiệm và thẩm âm rồi. Khi những vị khách hàng đồng ý mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng xin làm một clip ngắn như vậy, thông báo trên kênh của mình và cũng là hình thức quảng cáo bán hàng của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trên kênh YouTube. Vâng, những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh yêu thích những sản phẩm gì bên cửa hàng đang có và những sản phẩm về trong ngày, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng thì có rất nhiều những chiếc đài từ tầm trung đến tầm cao cấp và những chiếc đài cổ là hàng siêu tầm bên cửa hàng vẫn về hàng ngày để phục vụ theo nhu cầu của quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, đây là một clip của buổi chiều rồi. Thì cửa hàng cũng làm clip nhanh chóng để anh về với gia đình mình sớm hơn. Vâng, vị khách hàng đến từ Hà Nội thì anh cũng đã rất là ưng ý với chiếc đài mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Chiếc đài Toshiba mã 983. Vâng, trong thời gian vừa qua thì cửa hàng cũng đã cung cấp ra thị trường một số các thiết bị rồi. Thì anh khách hàng cũng về với cửa hàng đều là yêu thích và muốn sưu tầm các thiết bị đồ hiếm, đồ khủng bên cửa hàng. Quý khách hàng hãy theo dõi mỗi clip hàng về của buổi tối trong các ngày và những clip hàng ngày cửa hàng đã xuất những sản phẩm gì đi thì quý khách hàng có thể ưng ý các thiết bị bên cửa hàng. Quý khách hàng có thể giao dịch với cửa hàng theo hình thức ship hàng tận nơi và có thể về trực tiếp cửa hàng. Em ơi, bê ra xe cho anh đi. Vâng, chuẩn bị lên biển số xe tình yêu Hà Nội rồi. Vâng, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn anh Vĩ rất nhiều. Anh cũng đã luôn tin tưởng và ủng hộ các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Xin thân ái, chào tạm biệt.